hello guys, it's me, mình Thanh from Amanglish and welcome back to series Learn with Kids every day. Xin chào tất cả mọi người mình là Thanh đến từ Amanglish và chào mừng mọi người quay trở lại với chuỗi series học tiếng Anh cùng con mỗi ngày. Ok, à, như chúng ta biết thì độ tuổi vàng để cho À, một đứa trẻ học một ngôn ngữ Đó là từ 0 đến 6 tuổi Chính vì vậy ngay từ khi còn nhỏ Thì chúng ta nên giao tiếp với con hàng ngày bằng tiếng Anh Vậy thì làm sao để chúng ta có thể giao tiếp được Một cách hiệu quả nhất Thì chúng ta sẽ bắt đầu học từ những câu nói cơ bản nhất Câu nói hàng ngày để chúng ta có thể giao tiếp với con Một cách hiệu quả nhất nhé Are you ready? Let's get started ok vậy thì bài học đầu tiên hôm nay là thanh muốn giới thiệu cho mọi người đó là bài học ở một số các cái cấu trúc các cái câu nói hàng ngày và những câu nói những câu giao tiếp hàng ngày với con cái vào khung thời gian là morning times là thời gian buổi sáng đúng không ạ ok vậy thì buổi sáng chúng ta sẽ có những câu nói nào để có thể giao tiếp với con bằng tiếng anh được chưa thì ở đây đầu tiên đó là chúng ta sẽ phải đánh thức con dậy đúng không ạ yes và thanh có một câu như vậy time to get up sweeties có nghĩa là gì nhỉ? À, con yêu ơi, đến lúc phải dậy rồi Yes Thanh có cái từ là Sweetie Ok, sweetie Cái từ này thì có danh từ nó có nghĩa là con cưng Ok, trong trường hợp này nó có nghĩa là con cưng hoặc là con yêu Con gái yêu của mẹ, con trai yêu của mẹ Được chưa? Thì mình sẽ dùng là từ sweetie Mọi người nhớ cho Thanh nhá Cái âm này mình đọc là y dài E e là dấu hữu của âm y dài đó Ok, cho nên mình sẽ đọc là Sweetie 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 Great Và uh, cái câu này bởi vì câu trần thuật cho nên nó sẽ đi xuống ở cuối câu nhá Mọi người lưu ý cho Thanh này Time to get up sweetie Time to get up sweetie Ok, có nghĩa là gì nhỉ? À, con ơi đã đến lúc phải dậy rồi đúng không ạ? Mọi người nhớ cho Thanh nhá Sweetie, cái từ sweetie này Nó thể hiện cái cảm xúc là Như kiểu một lời khen dành cho con của mình ạ Ôi, Con yêu, con cưng Ok, sweetie Được chưa? Next Number 2, sau khi mà mình hỏi, mình đánh thức dậy con dậy rồi đúng không? Mình sẽ hỏi là, à tối qua con có ngủ ngon không? Được chưa? Vậy thì tối qua con có ngủ ngon không? Câu hỏi là gì nhỉ? À, thành có câu là Did you have a good sleep? Ok, mọi người lại gặp lại cấu trúc nhá Sleep, ở đây là y dài đúng không? Yes, ee -e là dấu hiệu của âm y dài Mọi người yêu cho thanh nhá Và đây là câu hỏi yes, no questions Cũng như tiếng Việt thôi, khi mà mình giao tiếp với con uh, Đây là câu hỏi uh, có hay không đúng không? Thì mình sẽ đi lên giọng ở cuối câu mình sẽ hỏi là hôm qua con ngủ ngon chứ đúng không yes. thì trong tiếng anh cũng vậy mình sẽ đi lên ở cuối câu nhá giọng điệu ngữ điệu sẽ đi lên ở cuối câu rồi mình sẽ đọc cái từ này did you did you ok did you do cái này nó sẽ nối với âm y này là âm chữ d did you yes did you ok did you have a ok được không ạ have a have a good sleep good sleep good sleep tức là con có ngủ ngon không đúng không con có ngủ ngon không did you have a good sleep one more time repeat after me did you have a good sleep được chưa rồi những cái từ này mình sẽ đi xuống này did đúng không và từ you cái này sẽ đi xuống này did you right have the good sleep được ạ Did you have a good sleep? Good sleep. được chưa nói ngữ điệu thì nó trở nên hay hơn và như vậy thì con mình sẽ dễ nghe hơn đúng không và uh, luyện cho mình con mình cái khả năng nghe tiếng Anh luôn được chưa Did you have a good sleep? Repeat after me. Did you have a good sleep? Được không? Ok, con có ngủ ngon không? Được chưa? Con có ngủ ngon không? Good sleep là một cái giấc ngủ ngon yes. Number three Hoặc là mình có thể nói là You slept very well last night Yes Câu này là câu trần thuật Tuy nhiên nó mang nghĩa như một câu hỏi Câu hỏi mình dịch là gì? À? Con ngủ Very well, tức là ngon, đúng không? Very well, last night, tối qua Tức là gì ạ? À? à, tối qua con ngủ ngon chứ Đúng không? Tối qua con ngủ ngon chứ Nhưng mà ở đây là câu trần thật nhưng mang nghĩa một câu hỏi Cho nên mình vẫn đi lên ở cuối câu nhá Yes Mình sẽ nói là You slept Được chưa? Sleep là động từ hiện tại đơn Còn đây slept bởi vì nó là quá khứ Đúng không? Thế mình chuyển thành slept Được chưa? You slept very well last night Or You slept very well last night Last night Được chưa? Tức là gì ạ? À, con ngủ ngon tối qua chứ Hoặc tối qua con ngủ ngon chứ Ok You slept very well last night You slept very well last night Good job Sau khi mà hỏi con uh, Đánh thức con dậy rồi Nói chuyện với con rồi Bằng cái câu hỏi là à, con có ngủ ngon không Rồi nhà bé nhà mình sẽ có thể nói là À, con thế này thế kia đúng không ạ Next Number 4, mình sẽ có một câu hỏi là À, con có muốn đi vệ sinh không? Đúng không? Yes, mình có câu từ câu rất là hay Do you... Yes Do you need to go pee? Ok, yes, no question, right? Câu hỏi có hay không đúng không? Thì nó sẽ đi lên ở cuối câu nhá Do you need to go pee? Ok Do you need to go pee? Yes Repeat after me Do you need to go pee? Okay. Do you need to go pee? Do you need to go pee? Okay. Là gì nhỉ? À, con có muốn đi vệ sinh không? Go pee ở đây là đi vệ sinh nhá. Người ta không dùng cái từ toilet giống như người lớn và người ta sẽ dùng từ pee ở đây tức là à đi tiểu quá. Okay. Go pee. Do you need to go pee? Được chưa? Do you need to go pee? Con có muốn đi vệ sinh không? Next. The last one nếu mà con muốn rằng nếu mà bạn bé bé đúng không? Mình có thể nói là ok. Here is your party. Party là cái gì ạ? À party là cái bô, ok, cái bô của các bạn nhỏ nhỏ ấy ạ. Và mình nói là here is, ok? Here is your party. Tức là à đây bô của con đây, được chưa? Here is your party. Repeat after me. Here is your party. Party. Hoặc mình có thể dùng là party cũng được nhá party or party đó là cái bô đúng không ạ here is your party here is your party good job rồi so, repeat after me time to get up sweetie time to get up sweetie repeat after me time to get up sweetie nhớ nhá đi xuống ở cuối câu trầm ấm giọng trầm ấm ok next đến giờ dậy rồi con ơi ok con cưng ơi Next, number two. Did you have a good sleep? Did you have a good sleep? Là gì ạ? À, con ngủ ngon chứ? Yes. Did you have a good sleep? Được chưa? Hoặc mình có thể hỏi là You slept very well last night. You slept very well last night. Là gì nhỉ? À, tối qua con ngủ ngon chứ? Đúng không? Tối qua con ngủ ngon chứ? Next, number four. Do you need to go pee? Do you need to go pee? con có muốn đi tiểu không? con có muốn đi vệ sinh không? Yes. Do you need to go pee? Do you need to go pee? Okay. Và here we go party. Perfect. And I hope that you will practice this sentence every day with your children. Và thanh hy vọng là mọi người sẽ có thể luyện tập những câu này hàng ngày với con của mình. Tuy nhiên, uh, có một điều thanh muốn lưu ý cho mọi người đó là uh, khi mà lần đầu bạn có thể nói giao tiếp với con. Um, con của mình sẽ có thể là không hiểu mình đang nói gì cả Đấy là cái điều chắc chắn Được chưa? Vậy thì lần đầu tiên mọi người sẽ có thể nói cho con một câu bằng tiếng Anh sau đó dịch luôn cho con, được chưa? Và như vậy chúng ta sẽ practice với nhau hàng ngày để để con của mình có thể quen được với các cách giao tiếp như vậy Được chưa? Về thứ hai là ở đây thanh chỉ là mỗi video clip có khoảng 5 đến 7 cấu trúc thôi Đấy là lý do tại sao? Bởi vì À, mình không nên nhồi nhét quá nhiều uh, các kiến thức vào trong một cùng một lúc. À, mà mình khi mà mình học năm cấu trúc này xong rồi, mọi người sẽ dừng video clip cho thanh. Sau đó mọi người sẽ uh, bắt đầu luyện tập cùng với con khoảng ít nhất là một tuần. Một tuần lặp đi lặp lại liên tục những cái cấu trúc này để con có thể nắm vững, để con có thể hiểu và con có thể nghe được uh, quá trình giao tiếp của mẹ với con được chưa? Như vậy mình có thể luyện được ngữ điệu, nắm chắc được cái cấu trúc nói chuyện với con như thế nào uh, buổi buổi sáng sau khi mà kết thúc rồi thì mình mới bắt đầu mình chuyển sang video clip tiếp theo để học thêm năm hoặc bảy câu tiếp theo được chưa chúng ta không nên nhồi nhét quá nhiều kiến thức mà chúng ta sẽ cần phải có một khoảng thời gian nhất định để chúng ta có thể practice luyện tập những cái câu cấu trúc đó ấy oh, are you clear yes good job and I hope that you can practice these sentence every day with your children and see you next time bye